Xin chào các bạn, chào đón các bạn quay trở lại cùng với kênh Tissue Shop. Trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp một cái quần lưng thun bốn thân theo cái dạng quần tây. Đây là cái phần thân ngày hôm qua mà chúng ta đã cắt, đây là cái phần thân trước. Thì đầu tiên nhất, các bạn sẽ may cho mình một cái đường nách đây lên đây ha. Chúng ta sẽ may cái đường đáy đường này. Rồi sau khi may được đường đáy của thân trước thì chúng ta sẽ may cho cái đường đáy của phần thân sau. Đây là cái phần thân sau nè các bạn. Đó, bạn sẽ may cho phần đáy của phần thân sau. Đó, thì các bạn cũng sẽ may theo cái đường này. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua máy chúng ta may nhé. Các bạn sẽ đặt hai cái đường đáy trùng với nhau của thân sau, các bạn may theo. Và tương tự các bạn sẽ may cho đường đáy của phần thân trước. Rồi, sau khi may hai đường đáy rồi thì chúng ta sẽ qua may đường sườn. Thì đây là cái phần đáy mà chúng ta mới vừa may xong nè các bạn. Đây ha, mình sẽ mở ra. Đây là phần đáy của quần thân sau. Thôi đây nè. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ đặt cái phần đáy của quần thân trước lên. Đây, hai cái đáy nó sẽ hướng cùng với nhau như thế này. Và các bạn sẽ xếp hai cái đường sườn trùng nhau. Đây ha. Các bạn sẽ làm với công việc là chúng ta sẽ may cho cái đường sườn hông. Và sau khi may được cái đường sườn hông rồi thì các bạn sẽ dịch chuyển cái phần này qua. Chúng ta sẽ may đường sườn đáy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ may cho cả hai bên. Mình sẽ qua máy mình may nhé. Các bạn sẽ để hai cái phần lai ha trùng với nhau. Chúng ta may. Tại vì chúng ta cắt nó đều với nhau rồi cho nên là khi mà các bạn may á, thì các bạn chỉ cần là đặt cái mép giả trùng với nhau là chúng ta may được. Rồi chúng ta sẽ may qua cho cái phần đường còn lại. Thì các bạn thấy là mình chừa được may bao nhiêu thì mình sẽ may bấy nhiêu. Thì đây là cái quần sau khi mình may được cái đường sườn hông cả hai bên thân đây các bạn. Đây, mới vừa may xong ha. Thì công việc tiếp theo là các bạn sẽ đặt cái phần đáy của thân trước với thân sau trùng với nhau. Mình sẽ để ngang như thế này để cho các bạn dễ nhìn thấy. Chúng ta sẽ đặt cái phần thân trùng với nhau. Đây, lấy cái phần đáy của phần thân sau ra, mình đặt trùng lại với lại phần trước. Đó, để mình may. Thì giờ các bạn sẽ làm cái công việc là chúng ta sẽ may cho đường này. Và bây giờ thì mình sẽ canh nhớ là cái ngã tư của hai cái phần đáy này các bạn phải đặt trùng với nhau nha. Đó, trùng với nhau các bạn giữ tay. Và chúng ta sẽ may từ cái phần dưới lai quần, chúng
chúng ta may lên. Đây là cái phần lay quần nè. Đó, bạn nhìn thấy không? Mình sẽ giữ tay hai cái này nó trùng với nhau và mình may. Thì chúng ta mới vừa thực hiện xong cái đường may đáy của cái quần linh thun này các bạn. Mình sẽ đặt ra để cho các bạn nhìn thấy. Đây, mới vừa may xong. Thì chúng ta mới vừa may được đường sườn, đường đáy và đường sườn đáy ở đây. Thì đây là cái mặt thân trước, thì các bạn nhìn thấy là khi mà mình may cái phần thân trước á, thì cái đáy thân trước nó sẽ trũng và nó sẽ ngắn hơn cái phần thân sau hai phân này, cho nên là khi mà mình thực hiện cái quần lưng thun này á, là mình sẽ không có dông lên 2 xăng giống như là những cái quần khác, và mình sẽ xếp lại cái phần quần để các bạn nhìn lại một dáng cái quần của mình một lần nữa này ha. Đó, rồi bây giờ bước tiếp theo là các bạn sẽ bẻ mép cái phần lưng quần này xuống nè. Đó, đây là cái phần lưng quần. Các bạn sẽ bẻ mép. Hôm qua mình trừ 5 xăng đúng không? Thì hôm nay mình sẽ bẻ mép cho là 5 xăng. Và cái 5 xăng này là không tính vào cái đường hạ đáy. Hôm qua các bạn đã coi công thức rồi. Nếu bạn nào chưa học được cái công thức của cái quần này thì xem lại ở cái bài hôm trước. Đó, thì các bạn sẽ bẻ đây này xuống. Sau đó là các bạn sẽ ủi êm. Ủi êm cho cái phần này. Và nhớ lưu ý là chúng ta trừ mấy xăng thì chúng ta sẽ bẻ mấy xăng. Sẽ ủi êm. Có nhiều cách tra cái lưng quần bằng dây thun, mình sẽ dần dần giới thiệu cho các bạn. Thì đây là một cách cơ bản nhất để mà các bạn có thể là tra được cái quần lưng thun cho mình. Nếu như mà mặt này mình ủi nó chưa đúng thì các bạn nhớ là chúng ta canh ủi đều lại là 5 xăng, không ủi dư mà cũng không ủi thiếu. Đó, thì mình đã ủi êm được 5 xăng ở ngay cái góc bên này, thì các bạn cũng xoay qua các bạn ủi luôn, tại vì cái gờ này thì nó sẽ dày hơn so với lại cái đường mà không có cái ngã tư, thì cũng phải ủi êm cái đường này. Và như vậy là sau khi ủi xong á, thì các bạn sẽ làm cái công việc là các bạn vô máy một kim, các bạn mí cho mình cái đường này là 5 ly. Các bạn sẽ dùng cái chân vịt để mình chạ đều cho mình cái đường lưng thun này. Có nhiều cách để may quần lưng thun khác nhau nha các bạn. Đây là một cách. Dần dần thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều cách khác nhau nữa. Đó, sau khi mình may được cái phần lưng thun thì may được cái phần mí này, thì chúng ta sẽ tra dây thun vào trong thân. Rồi, sau khi mà các bạn may xong được cái phần bẻ gấp để may cái phần lưng thun ở đây, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta sẽ cắt dây thun. Dây thun này, cái eo hôm bữa trước khi mình cắt á, là mình sẽ lấy là cái eo là mình là 80, thì có nghĩa là mình sẽ gấp đôi lại á, là nó được là 40. Nhưng mà dây thun này mình sẽ cắt
ngắn đi 5 xăng. À, thay vì là 80 thì mình sẽ cắt là 70, thì gấp đôi thì nó còn lại là 35. Thì các bạn sẽ cắt cái phần dây thun có cái chiều dài như thế này để chúng ta tra vào trong thông. Và các bạn nhìn thấy là dây thun khi chúng ta gấp vào thì các bạn sẽ bẻ cái gấp mép này vô là nó vừa tròn cái đường để chúng ta tra cái đường may các bạn nhé. Và để mà bẻ được cái phần dây thun nó êm đẹp thì các bạn sẽ bẻ gấp mép một phân đều cho mình. Đó, thì các bạn thấy là mình chừa mấy xăng thì mình sẽ bẻ mấy xăng nó đều với nhau thì chúng ta sẽ tra được cái phần dây thun trên thân nó sẽ đẹp. Dạ, bây giờ thì mình sẽ qua máy để may các bạn nhé. Thì để may dây thun á là các bạn sẽ lấy cái miếng dây thun ra, xong á là các bạn xếp đều nó nằm cùng một hướng ha, là chúng ta sẽ may khóa cho cái phần dây thun. Các bạn chồng hai bên, chồng qua cho mình một xăng. Rồi các bạn sẽ may đường giữa, có nghĩa là mỗi bên sẽ là 5 ly. Và các bạn sẽ may cho mình hai lần như vậy để giữ chặt được cái mép lưng thun. Sau khi các bạn may xong thì cái phần dây thun của chúng ta nó sẽ được như thế này. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ bấm cho mình một cái đường giữa. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ gấp đôi nó lại, các bạn bấm cho mình một đường giữa. Đó, là những cái đường giữa là những cái đường mình sẽ bấm lấy dấu như thế này. Đó, thì khi các bạn bấm lấy dấu thì chúng ta ủi được cái phần nẹp của phần dây thun vào rồi, thì các bạn sẽ lấy những cái dấu giữa này nè ha. Những cái dấu giữa đầu tiên này thì các bạn sẽ kẹp nó vào cái điểm giữa ở trên cái phần nẹp. Các bạn may khóa lại cho mình. Bạn chỉ cần may khóa cho mình một đoạn thôi để cho cái phần dây thun này nó sẽ được dính vào trong cái phần lưng. Rồi kế tiếp, cái phần điểm giữa của cái phần thân trước thì các bạn sẽ lấy điểm giữa của cái phần chúng ta mới bấm đế dấu, chúng ta kẹp nó vào đây, chúng ta đặt vào may. Mình cũng khóa cho mình khoảng chừng 1 xăng thôi để chúng ta sẽ được cái đường dây thun thứ hai. Và tương tự là các bạn sẽ lộn cái phần dây thun này qua cái phần quần ha, thì các bạn sẽ lấy được cái dấu giữa thứ ba, các bạn kẹp vô phần thứ ba. Tại vì ở đây lưng á, là chúng ta cắt 3-4 phần như nhau cho nên là khi chúng ta lấy là lấy như nhau nha các bạn nhé. Nè, chúng ta sẽ được miếng thứ ba. Rồi kế tiếp là cái điểm giữa thứ tư. Đây các bạn, để các bạn sẽ lấy dấu này kẹp nó vào điểm giữa thứ tư. Đây, bẻ vô. Rồi chúng ta sẽ giấu được cái đường thứ tư vào đây. Rồi, sau khi chúng ta lấy được 4 đường dây thun vào trong cái phần thân thì cái quần chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Thì đây là cái phần dây thun mà các bạn mới vừa khóa ở những cái góc. Chúng ta có 4 góc để chúng ta khóa vào như thế này. Thì vừa trước khi khóa là chúng ta đã ủi gấp mép rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần công việc là các bạn sẽ bẻ cái phần gấp mép này, nó sẽ nằm ở dưới cái phần dây thun, và các bạn đặt vào và các bạn sẽ may qua cho mình là chúng ta sẽ ra được cái phần lưng thun. Đây, nhìn tổng quan của cái quần đây ha, lưng và đây là sườn là đáy. Để bây giờ mình sẽ qua máy mình may. Các bạn sẽ cầm cái góc nè ha, mình đã ủi rồi. Rồi các bạn bẻ cái phần mép dây thun, các bạn bẻ vào trong và chúng ta sẽ may mí theo đường 1 ly. Và khi mà mình may á, đến cái đoạn này nè thì các bạn căng cái phần dây thun ra ha. Các bạn căng được cái phần dây thun á thì các bạn cũng sẽ bẻ được cái mí này vào phía dưới.
Và chúng ta cũng nhớ là lưu ý là ngay cái góc ngã tư này nè, các bạn cũng phải canh cái đường giáp này nó trùng với nhau để nó không bị trẹo cái phần lưng. Thì chúng ta mới vừa may qua được một đường thì các bạn thấy là tự động dây thun là nó sẽ được nằm êm như thế này. Và chúng ta sẽ may tiếp tục. Khi may thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ kéo căng cái phần này ra. Khi kéo căng thì mình cũng nhớ lưu ý là mình sẽ phải gấp cái mép này vô ha. Khi may nhiều lúc quá là cái mép này nó sẽ bị lật lên nè, cho nên là các bạn phải gấp cái mép vào. Và chúng ta sẽ căng cho cái đường cuối cùng. Nha. Chúng ta mới vừa may được cái thun vào trong thân thì các bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta chia thành bốn phần như thế này thì cái dây thun của chúng ta nó sẽ được nằm êm và tự động khi mình thả ra thì cái dây thun của mình nó sẽ trả về lại đúng cái chiều co giãn của nó. Và đây là cái phần lưng thun mà chúng ta mới vừa thực hiện xong nè các bạn. Đây ha. Và các bạn thấy là khi may xong mình chia thành bốn góc như vậy thì ở những cái góc là nó sẽ được đều thun với nhau. Và các bạn lật ra mặt phải thì các bạn thấy nó sẽ được nằm êm như thế này, nó không có bị trẹo, cũng không bị hụt mà cũng không bị xoắn ha. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ chai cái phần dây thun vào. Và sau khi mà các bạn thực hiện xong được cái phần dây thun này, nếu các bạn muốn may dần qua một đường thì các bạn sẽ căng đều cái phần này ra, các bạn may dần qua. Nhưng mà mình thì mình chỉ may đến đây thôi, mình không may dần. Tùy theo cái loại mà chúng ta sẽ may dần. Tại vì nếu như các bạn không khóa góc á, thì dây thun này của ta sẽ bị trẹo. Nhưng mà ở đây mình đã khóa bốn cái góc này rồi thì khi mặc nó sẽ giữ dây thun của mình nó không bị trẹo nữa ha. Thì bữa nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài theo cái kiểu là may dần thì nó qua cái cách khác. Thì các bạn nhìn lại một lần nữa cái sản phẩm của mình. Thì đây là cái phần quần lưng thun chúng ta mới vừa thực hiện xong. Đây là cái phần lưng quần, đây là cái phần đáy và cái phần sườn. Và cái cuối cùng mà chúng ta cần phải thực hiện là cái phần lai. Thì cái lai này các bạn thực hiện như thế này. Các bạn cũng sẽ trừ đường may 3 xăng đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ bẻ gấp mép cho mình cái phần này là vô 1 xăng. Và chúng ta sẽ bẻ lên 2 xăng như thế này để chúng ta may qua một đường. Để chúng ta sẽ hoàn tất được cái phần lai quần. Bây giờ thì mình sẽ may lai quần nha các bạn. Bạn bẻ góc vào 1 xăng. Nếu bạn nào không quen thì các bạn sẽ ủi trước các bạn khi thực hiện. Chúng ta sẽ may hai bên lai như vậy. Khi may lai xong thì chúng ta ủi nữa là sẽ hoàn tất.
Còn cái lai kia thì các bạn sẽ may tương tự. Và đây là cái sản phẩm quần lưng thun chúng ta mới vừa thực hiện xong này các bạn. Đây là cái phần lưng, đây phần lai, đây là phần đáy, đây là mặt sau ha. Bây giờ mình sẽ lọc ra cái mặt trước để cho các bạn nhìn thấy. Đó, đây nè. Và cái quần của chúng ta nó sẽ được chòm 4 xăng như thế này. Đó ạ. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái công việc là mình ủi hai cái lai. Các bạn sẽ ủi cái phần lai quần. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lọc qua cái phần ngã tư, chúng ta ủi cho nó nằm êm. Bên này cũng vậy. Sau khi ủi xong lần phần lai quần thì các bạn sẽ ủi cho mình đường sườn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ủi cho cái phần đáy. Rồi sau khi chúng ta thực hiện xong thì các bạn sẽ đẩy cái phần lưng, chúng ta ủi lần nữa. Sau đó là các bạn sẽ lộn cái quần ra. Này các bạn nhìn thấy là cái dây thun của mình khi mà lên trên lưng á, thì nó sẽ đổ đều như thế này. Và các bạn sẽ ủi lại một lần nữa những cái đường sườn ở bề mặt phải. Và khi các bạn ráp thì các bạn nhớ lưu ý là cái ngã tư này khi chúng ta ráp là nó phải là trùng với nhau nhé. Đây. Đó. Thì khi chúng ta thực hiện ủi xong và chúng ta sẽ ủi cái đường cuối cùng là ủi cái đường sườn hông. Chúng ta ủi cái đường sườn hông xong á là các bạn nhớ là chúng ta sẽ gấp cái phần thân trước với lại cái đường sườn đáy chung với nhau. Mình sẽ đẩy cái dáng quần như thế này. Mình coi. Đúng rồi. Thân trước à, mình sẽ đẩy cái dáng quần như thế này và mình sẽ đẩy lại một lần nữa cái phần thân. Rồi thì các bạn sẽ lật qua cái phần thân sau, các bạn cũng sẽ ủi lại một lần nữa. Thì sau khi chúng ta may xong thì cái điều đặc biệt là ủi cái sản phẩm để nó phẳng, nó đẹp để giao hàng cho khách hoặc mình mặc nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện. Như vậy thì Tisu mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái cách chúng ta cắt, may và ủi thần tốc một cái quần lưng thun theo cái cách thứ nhất mà Tisu sẽ đã hướng dẫn. Và cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh ủng hộ cho Tisu. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và các bạn bấm đăng ký kênh, nhớ là bấm vào luôn cái chuông màu vàng để nhận được thông báo mới từ mình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.